Xin chào quý khán giả và chào tất cả các bạn nha, lại quay trở lại với Lý Kim Đồng Vlog kênh chuyên sửa chữa máy cày đây. Hôm nay là Đồng tiếp tục đi sửa máy cày nhá mọi người nhá. Vậy là mình cũng đã đến nơi có máy cày các bạn ạ. Thì mình sẽ kiểm tra xem là có máy cày này nó hỏng với cái gì nhá mọi người nhá. Con này thì nó bị kẹp, máy thì vẫn nổ thôi, nó bị kẹp không đi các bạn ạ. Và sẽ tiến hành tháo cái bánh nó ra, bởi vì con này là nó bị kẹp cầu mọi người nhá. Bị kẹp cái cầu cho nên là không thể đi cày được. Và sẽ tiến hành tháo ra. Đấy mọi người thấy không? Cầu là rất là bị lắc luôn mọi người ạ. Lắc cực kỳ luôn. Đấy. Mấy con ốc này cũng đã lỏng ra hết. Lỏng ra hết, nhất là nó cũng bị rơi ra ngoài hết rồi nha các bạn nhá. Hiện tại là con máy này, con cái cầu này là không còn một tí nhất nào luôn ấy các bạn ạ. Đây đằng sau là cũng đã bị ra nhất rất là nhiều. Nó ra rất là nhiều, với lại cái cần số cũng bị ra. Nó lỏng hết rồi. Cho nên là con này là phải thay hết những cái thứ này nhá các bạn nhá. Để cho nó không ra nhất thì con cầu này nó mới được lâu, nhưng mà giò hết nhất là nó sẽ bị hỏng rất là nhiều luôn các bạn ạ. Đấy, cầu cũng bị giò nhất cho nên là nó bị hỏng cầu ấy các bạn nhá. Thì con này vừa mới kiểm tra thử là phải tháo ra để ấy nhá. Đấy, lắc chưa? Quá lắc luôn. Đấy. Rồi như vậy là cũng đã tháo xong ra rồi các bạn ạ. Thì con máy này là nó bị hỏng rất là nhiều thứ rồi các bạn nhá. Thì cho nên là phải con chở, phải khiêng cả con này đi về. Đồng vừa mới kiểm tra bi số các thứ cũng hỏng này, hỏng rất là nhiều thứ. Cho nên là ở đây thì cũng gần nhà cho nên là phải vác về các bạn nhá. Rồi như vậy là sẽ khiêng về các bạn ạ. Khiêng hết cái đoạn dốc này lên trên nhá. Quá là mệt luôn các bạn ơi. Đấy. Mình phải đi vác qua cái đoạn này lên tít trên kia, xong rồi mới đến đường xe máy để thồ cái này đi nhá bạn nhá. Bởi vì chỗ này không có đường xe máy đến tận nơi, chạy đi chạy về thì cũng mấy vòng, thì tốt nhất là mang về nhà sửa cho nó ngon lành, xịt rửa sạch sẽ rồi lắp vào nó mới không có cắt bụi bẩn các thứ ở trong thì nó mới ngon lành nhá các bạn nhá. Mệt quá các bạn ạ. Đang lên dốc đây, đang lên dốc các bạn thấy chưa, đang vác cái này lên tít trên này nha. Hết cái đoạn trên thấy có mấy cây chuối trên này rồi mới đến đường xe máy nha mọi người nha. Ôi rồi mệt quá các bạn ạ. Chỗ này đến chỗ này là phải vác đi một đoạn cũng khá là xa. Nói chung là cũng đủ mệt đấy. Chỗ này là phải nghỉ hai đoạn thì mới đến nơi nha các bạn nha. Đấy. Thấy chưa? Dốc, đường dốc như thế này. Rồi bây giờ là cũng đã đến đường mòn đi rồi, đến cái chỗ này là nó sẽ đỡ hơn nhá mọi người nhá. Thì bắt đầu vác từ đây đi lên trên đường xe máy, đường đến đường xe máy là phải chở đi về. Như vậy là mình cũng đã về đến nhà rồi mọi người ơi. Đấy, sẽ mang đi rửa sạch sẽ rồi sẽ tháo cho mọi người xem nó hỏng như thế nào nhá mọi người nhá. Và bây giờ sẽ tiến hành rửa cho nó sạch sẽ, bởi vì nó dính đất rất là nhiều mọi người ạ. Cho nên là phải rửa sạch sẽ rồi mình tháo ra thì nó sạch sẽ hơn nhé mọi người nha. Và bây giờ sẽ tiến hành tháo ra. Đấy, con ốc này nó lỏng hết rất là nhiều luôn mọi người ạ. Sẽ tiến hành tháo ra xem là nó hỏng về những cái gì nhiều nhá. Để con ốc nó lỏng hết mọi người luôn. Quá lỏng luôn. Bây giờ sẽ tiến hành tháo ra xem là nó hỏng cái gì nhiều. Còn mấy cày đúng là lỏng hết chứ. Ôi giời ơi. Này chỉ cần nhổ ra này thôi mà. Đây đây đây. Không anh một tay đi. Đấy. Còn đường nó lỏng. Đây nhá. Hiện tại là cũng đã tháo ra thì con này là nó sẽ nó hỏng cái bi này các bạn nhá. Đấy, lắc chưa? Rồi. Bi này này. Bi số nữa nha mọi người nhá. Đấy, bi số này. Thấy không?
bi số cũng lắc này. Với lại thay cái phớt này nha mọi người nhé, nó bị giò nhất này. Với lại cái phớt đằng sau này nữa. Còn con này là hỏng bi này này. Hỏng cái bi trục đứng nhá. Con này thì bi số này. Đấy. Lắc. Cho nên là khi nó vào số thì đi nó bị kẹp. Mọi người nhé, máy thì nó vẫn nổ bình thường nhưng mà nó kẹp, nó không đi được nữa. Với lại cái bi này thì không sao, nó hỏng cái bi trục đứng này, nó chỉ là dơ ra vẫn quay bình thường. Còn con bi số này nó cũng bị dơ hết nhá. Bây giờ tháo ra thì mới quay được, vừa nãy là không quay được đâu mọi người, kẹp cứng luôn. Đấy, phải cái đi. Đấy. Rồi như vậy là cũng đã lắp xong xôi hết nhá. Và sẽ tiến hành đi lắp vào máy để chạy thử xem là có ok không nhá mọi người nhá. Rồi cài đi. Quay đầu đi. Quay đầu. Có biết cài không em? Hả? Quay đầu.